chào mọi người, mình là Tính, là Trung Tính nha. Nay là hướng dẫn Bảo ở Cà Mau là đo mấy men H10 nha, làm cái lô H10 này nha bạn. Rồi tiến hành đo đi Bảo. 1 gram. 1 gram có chưa? 1.2. Đi ra H10 1 gram có hả? Rồi ok. Đo 1.5 có chưa? 1.05. Rồi ok. Quét xe đầu 0.9 1.0 luôn. Chọn gì à? Chọn chính giữa, chọn gì đâu không ăn chưa nhỉ? Đó, một con đó. Đúng rồi, bên kia luôn. Chọn không ăn rồi, kính giữa. Buồn mắt hay gì? Có không? Đó, không nhìn chính. Có nha. Rồi kiểm tra nguyên có không? Hai con. Ok. Lên em mở con chibu đó chưa? Mắc không? Mắc rồi ok. Vậy là này mắc nguồn em ở gia động nguồn chibu. Bỏ đi. Chút xíu thay cậu ngáp cho. Là lo mấy men khác đi. Để dây đẩy đó. Hồi em thay cậu ngáp cho. Hai con đường chở 10kg, đường chở 13 cái bể gì phải không? Họ mở sơ đồ lên, kiếm cái cậu ngáp thay vô. Mình xác định được bệnh gần, họ là mình thay vô cho lẹ. Cảm ơn men. Thấy một không này hôm qua đưa 10 miếng. Cái nguồn chạy không? Đấy. Rồi đo nguồn đi. Cái đồng hồ khác rồi mà. Thấy hai que khác nhau hết trơn rồi. Hai cái đồng hồ. Tấm ngang có chưa? Ngang có. Rồi, tiếp. 1.05. Đó luôn. Mấy con đó hả? Mấy con này cái gì? Mấy con này thì đó trên đây rồi có không? Không có luôn hả? Rồi lấy mấy còi xả con đó luôn. Để em mở nó đi. Tắt men. Lấy mấy còi xả con đó luôn. Rồi đo áp vô nó có không? Hai cậu bằng áp thì mình chút xíu mình thay cho. Giờ mình họ tao mở lên em nguồn nó đi. Lúc rồi. Xả bỏ luôn. Bảo dưới đây được 2 tuần mọi người. Tổng mọi người. Làm cũng được hết. Còn hơi chậm chút. Gành mới được nhanh được chứ.
Rồi đo lại gần đó có cái áp chưa? Không chứng cái chưa? Đo trên công quy đó vẫn có nguồn áp nha. Áp chưa? Rồi con bên đây. Đó, có luôn không? Rồi, bên đây khách đây. Rồi, ok. Coi con pin lên cao không? Nguyên nhân của nó là bị mắc nguồn 1.1V nha mọi người. 2V. 2V, ok. End level luôn. Chọt không ngay hả? Đó, nhảy nhanh đó, nhảy nhanh 1V đó. Trong chú 8. Trong chú 8. Rồi đó, nhảy đó, một con máy đó. Rồi. Rồi, lấy cái bu bỏ vô thử coi. Bỏ lo vô test thử kêu không, có lo kìa. Chút xíu test cam theo, kêu. Chạy chứ. Để xin tích kết đây. Báo ra mình nè. Lon kia có báo ra mình nè. Cái lon hư vậy đó. Bắt bắt. Nó báo ra mình kìa. Tốt nha, báo ra mình kìa. Số bu nóng hỏi nè. Đó. Có kêu lo đó. Cái này nó nóng chết luôn giờ. Nó đi. Làm mình khác đi chút xíu về tìm xong. Lấy men đi. Đây đủ nguồn không chạy nữa thì nạp ớt nha. Cái lo gì không kêu. Là đo vậy. Lo rồi cũng ngủ quên. Tiếp xúc không tốt lắc qua lắc lại nó sẽ kêu. Cái nào nhớ bị cầu khoan áp thì ghi đây cầu khoan áp để hồi nó tháo ra thay cầu khoan áp luôn. Để chừng quên đó. Để kiểm tra sơ ngang coi men bị mắc nguồn gì trước. Tháo ngốc ra đi nè. Dưới kìm là dưới kìm chứ có tay nào chịu nổi cho nó kìm. Tìm mấy cái viên hồi rồi đẩy nắp lại. Còn miếng men này lỡ cầu bằng ngáp, còn miếng này chạy nha mọi người. Báo lo tè tè. Còn mấy miếng này để đôi xong luôn. Cái này nó bảo là lên mi ót tắt. Lên mi ót tắt á, thì một hồi nạp ót luôn. Có thể nạp ót sai. Giờ làm mấy những miếng men không hư hư trước đi. Men hư trước đi. Đo mức nguồn làm trước đi. Cái nào rồi làm đo mức nguồn trước.
làm sơn ngang hết to tất cả những nguồn, cái nào lỗi thì làm trước, em ghi bệnh ra, ghi bệnh ra rồi sạn một cái men khác thì mở sơ đồ lên, không gành thì mở sơ đồ lên coi chở nhiều ký cái nguồn vậy không? Để... rồi đo nguồn đi. Em có rồi nói cho mắc áp vậy có không? Có luôn rồi. Ok 09 rồi đó, đâu win đi. Win không có rồi nè. Đó. Rồi, ok. Mắc lắm. Đó hả? Hơi cao nha, cao quá, đây ngồi thay cộng áp Enebo mà rồi hai cái thay cộng áp, tiếp tục mấy men này đi. Chú bùa kìa, cao rồi bỏ vô làm gì vậy? Đo mấy miếng môn mắt buồn luôn, lấy để giấy riêng, để riêng ngoài để ngồi biết đường thay cộng áp, để lộn xộn là thú quốc luôn. Hai cái bị đổi cầu ngáp đó, ngồi xem cái cầu ngáp nó chở bao nhiêu thay vô nha. Đây Bảo học online đây, tôi cạnh đi mọi người. Đây cũng 2 tuần rồi. Cùng chạy ra. Đi cùng nhau. Đấy. Rồi đo mới cùng đi. Trong vòng 3 tháng mình hướng dẫn đã dạy hơn là 120 mấy học viên nha mọi người. Không dám có. 120 mấy học viên rồi đó, trong vòng 3 tháng nay. Mình đã bao khóa rồi, 120 mấy học viên. Mắt hả? To đây là tất cả cái mùng chính để làm nha, còn mức phần phụ mình sẽ làm sao coi nguồn đầy đủ. Có luôn không? Ok. Nhân chú 8 di động coi này áp đủ không? 3W cũng được, chứ đừng cao quá 3W rồi. Thì mở sơ đồ xem nha mọi người. Một con máy. Nhảy số đầu tiên á, cái đồng hồ á. Ok đó, nó chuẩn á, một con máy là đủ rồi đó. Cái này rồi ok. Nó ra một con máy rồi, đúng rồi. Tất cả mức nguồn ok. Hết. Tiến hành nạp gót. Làm em chạy. Đối với hát còn 1-0 này. Rồi bóng bên đi. Làm em khác ghi chữ gót để đó. Để cái nào nạp gót bỏ riêng bên. Để ngồi nạp gót nhau. Tại vì nạp gót mất thời gian khoảng 10 phút. Nên giờ mình đánh nhanh rút lẹ mình. Báo.
Rồi nguyên cái luôn này cong lên nè. Đánh nhanh rút lẹ, giờ mình tiến hành mình kiểm tra mấy men trước nha. Rồi hồi mình sửa sao. Bệnh gì đi trước. Cái nào bị hot thì đưa anh, hồi anh nạp đi trước. Em thay cậu ăn áp mấy men kia. Đây là cái cầu ngáp chân số 8 nha mọi người. Alibo nha. Một con 10kg và một con 3.3kg. Một chút xíu cho nó gậy xem sao. Đây, kiếm hồ sao. Chưa cắm nguồn vô, kích nguồn. Thôi. Mù gió. Kích nguồn chạy không? Đấy. Rồi, đo đi. Hỗ trợ học cho quyên trung tính, hỗ trợ tận răng cho mọi người. Hình ảnh có, tất cả các cả mức nguồn có hết. Rồi thực hành thì mọi người cứ thoải mái. Vào tận Sài Gòn thì ghé mình thực hành. Một tuần, hai tuần vô tư. 1.05. Có luôn hả? Chín chưa? Chín rồi. Rồi, nguồn khác. Rồi. Vậy là chắc đa số bị BIOS, cái nào đủ không được là BIOS. Có thể những cái men này người ta mau để chạy con 91F nha mọi người. Nên là nó sẽ bị sập. Một con máy đúng rồi, ok. Bỏ bên đi. Rồi nạp BIOS. Tất cả mấy nguồn ok, nạp BIOS đối với mặt không 10 nha. Đây là men đã kích nguồn được nha, còn men không kích nguồn được thì mình sẽ xử lý hướng khác nha. Rồi những men này sẽ có quy trình nha. Nếu học trung tính thì sẽ có quy trình. Trình tự làm theo tất cả quy trình. Hai miếng men BIOS rồi phải không? Rồi tới luôn. Này cái tóc BIOS luôn rồi, nó nói là đang nạp BIOS sụp phải không? Rồi. Làm mấy thử mấy cái men hư trước đi. Đây cái men hư nè. Làm mấy men hư đo trước. Sau đó 2 1 2 3 4 2 4 1 2 3 4 4 dưới đây 3 là 7. 7 dưới 3 nè, đây 2 miếng 3 10 miếng. Mình xác định trước bệnh rồi nghe tất cả bệnh nha mọi người. Rồi để nó mình đánh mình làm một lần luôn. Tại mất nguồn nào mình sẽ đè mình làm nguồn đó một lần một. Hai chở thì ra chở một lần luôn. Nhiều lúc mình dành mình làm là nhanh rồi mọi người không hiểu. Để cho em học viên học online. Tới đây hai tuần chưa bao? Hai tuần chưa bao? Hai tuần. Báo bật tiêu mọi người. Anh em nào sau này qua tới đây dưới ủng hộ nữa. Ngồi đây. Cứ ngồi vậy nha. Cái nào xong đi AO gió là nạp trước. Đó không? Có. Giam ok phải không? Bạn nào có tiền thì đầu tư đồng hồ xịn chút nha. Ok. Nay đang một con thôi chưa? Đây một con nữa nè ngài bảo. Rồi, nãy nhiều lúc quên. Thank you.
căn số 8 em. Mắc áo hả? Không ra áp bảo. Không ra áp không? Nó phải nghe rồi mà. Rồi bỏ đi. Bỏ bên đi. Làm bên khác đi. Mắc áo rồi, đâu có con đâu. Hai cái, ba cái, ba ấy, ba cái phải thay cho quần áp. Rồi còn hai miếng nữa tranh thủ đi. Tết rồi. Tết rồi. Mới đón vô thừa rồi, bữa nay còn quần đi. Ba cái câu hai còn áp, bên đây bị ớt của anh mà. Chết anh cầm bên. Rồi. Con áp hồi đó coi còn áp gì đó thay vô. Con 10 kg 3 kg 3. Đầu tiên hồi nữa mình lấy miếng đó mình quăng quấn lại cho nó. Nhanh lên cung, hãy nhớ full này cung. Còn có con nữa không hả? À còn đang con nữa. Rồi nhanh lên, xác định chính xác rồi để ngồi mà làm luôn. Cái này có ngáp à, nãy giờ ba cậu ngáp. Mà em hai là quan cậu ngáp luôn, chứ còn chào không? Gam tốt nha, tốt luôn, ok, tốt. Là học viên thì mình sẽ hướng dẫn phân tích từ cái mức nguồn đó nha mọi người. Có không? Ok. Rồi. Áp không ra luôn hả? Hết 110 không cần để cho vô vô. Có rồi đó. Rồi ok. Để bên anh nạp hết. Đủ nguồn mà. Bạn mọi tất cả mấy men này đã thợ kiểm tra hết rồi mọi người. Nên bây giờ mình đã tất kỹ hết rồi. Giờ mình chỉ cần xác định định là mình làm thôi. Biot đây anh hồi nạp 4 cái lỗi biot này nha mọi người. 3 cái 3-4 cái lỗi nguồn nha. Ủa nó 10 cái mà. 10 cái 9 cái. 4 16 6 với đây 10. Cái này hư lỗi nguồn nha. Cái này nay chạy rồi nha mọi người. Thời gian không cho phép nên mình giờ mình kiểm tra mức nguồn trước. Mọi người thấy hay cho mình một like đăng ký nha. Like đăng ký cho mình lên làm thêm động lực chứ không có tiền bạc gì trong đây chứ. Bỏ kiếm tiền nhưng được có mấy đô, 1-2 đô làm gì giờ. Không đu tiền ăn sâu nha, cà rem nữa. Quan trọng như làm vui và đam mê. Đúng rồi. Nó kích tắt nha, nhưng mà mọi người quan trọng kích tắt kể tía nó không liên quan nhau. Nó kích này nó tắt lại. Giờ mình cứ lo trước mức nguồn mình cần những thứ mình cần đo thôi. Rồi, tiếp. Mắc nguồn đó đúng không? Đúng không? Mắc nguồn. Mắc nguồn đó này con cái này nè, có chưa? Sái rồi mà không được đúng không? Đang mắc còn 0.9 nha mọi người. Rồi ok. Đi vô để ngồi thay cậu ngáp. Bị mắc nguồn 0.9 rồi, ngồi thay cậu ngáp đó. Đi vô, phải sơ đồ lên xem cậu ngáp. Xong, video của mình xin đến đây là kết thúc nha mọi người. Video chuyên về mình nay là chuyên về mắc H110 nha. Rồi tạm biệt mọi người. Mọi người thấy video hay cho mình xin một like đăng ký. Một like đăng ký thôi để cho mình có động lực mình làm thêm nhiều video hay bổ ích cho anh em kỹ thuật nữa. Một like đăng ký nữa đâu có tốn mấy bạn đâu nhiều. Lít chuột cái là xong. Miễn phí mà. Rồi ok tạm biệt mọi người. Đi vô 0.9. Rồi.